chuyên nghiệp mà. Anh gọi kinh chụp hình là bà Mi Tê. Bà sang trả nhận gì? Dự án gì được ta? Đúng rồi, view là triệu đô này mọi người. Người ta bảo view này là view triệu đô. Đặc sản ở đây ở Phước Tỉnh là gì ta? Thì đây là ăn đồ đây, chứ không phải ăn đồ ấy. Có món gì em? Đúng rồi, My có mấy góc đẹp lắm. Em chụp cho My mấy tấm đẹp lắm á. My không biết có đăng tấm nào chưa? Chụp cho hai người đi anh Đạt hả? Thôi, nãy chụp rồi á. Rủ hai ông bà chụp chung đi hả? Em không có rủ được đâu. Kênh góc cho mọi người chụp. Đó, để em kênh góc cho mọi người chụp nè. Kênh góc rất là đều nha. Bờ kè Phước Tỉnh, đúng rồi, đây là bờ kè Phước Tỉnh mọi người ạ. Lấy thao hướng nước miếng. Cái gì vậy? Bà nào gớm vậy? Sao lại hứng? Cảm ơn bạn vừa rồi, bạn gì ta? Huỳnh Vũ 83 đã tặng hoa nhá. Team nhà báo tặng đồ đi chơi xịn thế hả? Team nào tặng bé My cái bộ đồ nhìn chiến thế nhở? Đi bảo hùng ra xe trước đi, ra xe. Nhưng mà kiểu gì cũng phải có người đi xe máy đúng không? Ờ, ai đi xe máy? Không. Ba sẽ tính rồi. Hello mọi người. Lối bọn của ông. Mấy mùng là cái gì? Đang sống ở Việt Nam. Giao chưa anh? Đâu rồi em? Đây ạ. Ôi giời. Dạ. Cũng là người có tiền nói chuyện. Không. Ở đó mà. Mày có kêu chứ bảo vệ trả tiền không đó? Thì đó thôi. Chú ơi, về trả tiền xong mình về mình đưa lại. Ôi trời ơi. Trời ơi. Thế rồi thì là con quên. Đó là vậy mà. Mày đừng bảo là chú ơi để bố con trả nha. Tao không có nhận tiền không. Tôi nói là tính tiền cho anh Sơn. Mấy ngày nay tôi cũng chưa chủ nhà. Tính tiền cho anh Sơn mọi người. Là tính tiền đúng không? Đây là ông đưa tiền cho anh Sơn nói tiền nhà bao nhiêu là đã có tiền giao hàng ở trong. Hôm nay tao hay giải điên. À, mấy bữa trước là 1.4 triệu đúng không? Là tôi đã hết 200. Ở trong đây là cái gì mà rộng quá ta? Kìa, nhà của mày kìa, màu hồng kìa, màu tím. Lém. À, purple, sorry. Ông này bị lé. Mày nào đeo kính đen cả bộ nói ra xem mày có nhận thức. Ông khỏi đây. Purple. Bro. Ông gì lâu rồi. Ông cua. Bữa giờ tao chưa được trả từ lúc 1 lúc thừa. Đúng không? Cho tôi đi phun nữa. Ok. Ra đây phun nè. Ok. Đây phun chắc được ngày nghèo. Ở đây này chắc được nhiều tiền hơn Sài Gòn hả? Mày ra đây mày ra đây mày thiết lập một đường dây. Ủa sao đi uống cà phê thì sao đấy? Mày ra đây mình thiết lập một đường dây đi. Cà phê này chắc trên núi quá. Trong mặt là núi kìa. Anh Sơn ngồi không cũng trúng đạn tiền ship hả? Thanh niên Tuấn đi Vũng Tàu quá nhiều nên đường nào không biết. Giờ mình đi đâu cũng phải có Google. Về những góc cao đạt từng ở tầng mây khác riêng hai chúng ta. Cà phê Đắk Lắk hả? Cà phê Đắk Lắk đấy là đang ở Vũng Tàu mà sao cà phê Đắk Lắk nhỉ? Dạ đúng rồi, uống cà phê hơi bị xa luôn. Sao đi xa gì mà to gì uống cà phê mà bây giờ chưa đi đến nơi đã phê rồi thì đã đến nhà là xong thôi. Tới thị trấn Long Hải rồi. Đây mọi người ai biết cái tòa này, ai ở gần tòa này không? Đây là thị trấn Long Hải rồi nhá. Cái này đi về xong là phải rửa xe. Qua đèo đường đất này. Chờ mình đi con đảo.
cái đường nhìn lạ thế. Cà phê phòng nha hả? Cà phê phòng mà sao? Đúng rồi, tới Phước Hải rồi. Nào ai ở Phước Hải nào? Đừng chen lấn nha mọi người. Nhanh lên đấy. Dâu có biết gì không thì một con chị bay qua. Đó là niềm kêu anh hoặc là cầm mèo. Này, đi Toko Hà Đạt. Em cũng chưa biết luôn á. Có ai sai xe chưa? Dâu ơi, giờ làm đó khi ta sẽ rơi. Xấu hổ tội nhục sẽ không trả lời. Cơn đau và cái sáng như anh đầy đoá. Thiên sứ và đất chân trời. Chiều đeo nước ngọt hả? Đã thấy gì đúng không? Đeo nước ngọt hả? Phải đeo nước ngọt không? Em thấy đeo nước mặn mà ta. Ngoài kia là biển nước mặn mà. Đeo nước ngọt à Đạt. Em không biết luôn á, nhưng mà biển là nước mặn mà. Này với Long Hải. Ui mọi người, em drop chép rồi. Đây có một cặp bình. Đây có ba đây anh mời nhận tiền. Đang lên núi thật sự luôn. Đúng là lên núi rồi. Đúng rồi, cái này lên núi rồi. Đẹp. Đẹp. Chiếc xe đúng rồi. Đúng đó rồi. À, quên của mọi người nữa đây mọi người. Rồi mọi người xem nè, chiếc vé số này ngày mai mỗi người 2 tỷ là lúc đó mình nếu mà trúng 2 tỷ mình sẽ làm gì mọi người? Bây giờ mọi người nếu mà trúng 2 tỷ mọi người sẽ làm cái gì? Cho chị nửa nhé bé hả? Tên luôn số đẹp. Ủa số đẹp hả? Số này phải đẹp không? Bảy mốt quê em hả? Đây là Bình Dương mà. Ủa trên này là bán sổ số Bình Dương này. Đây là Bình Dương là 69 à 61 nhầm. em sưu tầm được 2 cái tờ vé số rồi mọi người ạ. Chưa vé số trước còn chưa trò nữa, toàn là vé số tặng thôi. Đây nè, tấm vé số ở trong này là tấm vé số trong này là ai tặng ta? Thầy hiệu trưởng tặng. Đây tờ này là thầy hiệu trưởng tặng này, mới cách đây 2 ngày. Còn tờ này là cậu ba mới tặng luôn. 2 tờ này là 4 tỷ rồi đó. Giang đâu? Không. Bò bít tết giơ tay. Ai ăn bò bít tết giơ tay. Em ăn đâu? Bò bít tết. Đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 là 7, 8 bò bít tết. Còn ai ăn bò ốc la còn lại chỉ còn lại. Còn lại ốc la. Còn lại hết là bò ốc la. Có ai không ăn không? 14. Rồi, ok. 6 phần còn lại. Em
chủ quán cô ta nhoe hả? Rồi luôn, Thu Thảo mê anh chủ quán rồi. Anh chủ quán có vợ rồi nhá.